Tập 146. Đây là cái gì? Lại là Tiểu Vũ. Rõ ràng là cố gắng để khắc chế rồi, nhưng dựa vào tinh thần lực bây giờ của ta, ta vẫn có thể chứa khỏi linh hồn khuyết tật của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nổi giận rồi, bắt đoạn suốt bệnh nhân suốt đã điên cuồng như vậy. Chiêu thứ 8, thật là đáng sợ. Tiểu Vũ, cầu hạ lưu tình. May mà Tiểu Vũ chưa đánh kịp đòn cuối cùng của bát đoạn suất. 1080 độ xoay như trong chảo, bạo sát suất. Nếu không hắn cũng mất được cái mạng rồi. Tiểu Vũ, đừng lo lắng, ta đã không sao rồi. Thương thế của hắn sao lại khỏi hoàn toàn rồi? Nhờ vào hồn cốt chân hải lâm ngân phòng, kỹ năng thứ hai lửa rừng thiêu không chết, gió sơn thổi lại mọc. Thì ra là như thế. Hai ông đi xem thử lão sơn dương thế nào rồi. Tông chủ bên này giao cho ta. Tiểu Vũ chỉ vào túi như ý bách bảo là ý gì? Tiền bối, ta hơi mệt một chút, và nghỉ ngơi trước. Đợi tiền bối Dương Vô Địch tỉnh lại, truyền ông truyền lời. Ta hy vọng có thể nói chuyện với ông ấy. Không sao thì tốt, mà đi nghỉ ngơi đi. Tam ca, cửa bên này mà. À, Tam ca, để đệ diều huynh. Ta còn tưởng rằng Tiểu Vũ đúng vậy, lão Tinh Tinh. Đường Tam đâu? Tiểu tử này bị phá hồn thông sâu quá. Nếu không trị bệnh cho tốt, sẽ có di chứng sau này. Có ý gì thế? Hắn sao rồi? Nên là hắn chết rồi. Không, hắn cũng không muốn làm hắn bị thương. Được rồi, lão Tinh Tinh, lão Tề Giác, hãy ông cũng đừng có đùa lão Sơn Dương nữa. Đường Tam hắn không sao, từ từ đó còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng. Vết thương vậy mà có thể tự động lành. Tự lành lại? Ta đúng là thua triệt để. Từ từ đó ra điều kiện gì? Hắn chỉ bảo ta chuyển lời cho ông, cứ nghỉ ngơi trước, sau đó lại nói chuyện tiếp. Xem ra, ta thực sự nên nghỉ ngơi rồi. Trận chiến này không chỉ đánh tan tính ngang ngược của lão Sơn Dương, cũng phá mất tự tin của hắn. Nhưng nhìn theo một góc độ nào đó, cũng chưa chắc đó không phải chuyện tốt.
Lần này Tứ Tông tộc chúng ta thật sự phải tụ hợp lại rồi. Lão Bạch Điểu, tắc hiện, thật ra lão già ông mới là xảo quyệt nhất. Hôm qua còn làm bộ. Thật ra, lúc ông đã thân phận của Đường Tam đã ngầm đồng ý rồi, đúng không? Ông mới giả vờ giả vịt đấy. Cháu ngoại của ta có bản lĩnh, ta vui còn không kịp. Từ lúc bắt đầu, ta cũng không biết hắn là cháu ngoại của ta. Ta bắt đầu có chút hy vọng đến tương lai của Đường Môn rồi. Lại là một giấc mộng. Tam ca, huynh đã dậy chưa vậy? Béo, nó sẽ là lúc nào rồi? Đó là buổi tối rồi. Tam ca, ăn chút gì đi đã. Tộc trưởng phá trì nhất tộc còn chờ huynh ra điều kiện nữa đấy. Béo, để qua đó trước đi. Ta lập tức đến ngay. Ồ, Tiểu Vũ, mình cuối cùng cũng sống lại rồi. Tiểu Vũ, quá tốt rồi. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, mày có biết ta rất nhớ mội không? Sao mội lại ngốc như vậy? Phải dùng hiến tế để cứu ta. Nếu không phải vì mội có cơ hội phục sinh, ta đã đi theo mội rồi. Tiểu Vũ, ta xin lỗi, là ta quá kích động. Ôm làm đau muội. Tiểu Vũ, muội làm sao vậy? Ta và đại ca đã cẩn thận suy nghĩ rồi. Muốn cứu Tiểu Vũ tỷ chỉ còn một cách. Cách này tất cả cần thỏa mãn ba điều kiện. Ba điều kiện: Thái Hồn Thảo, cửu phẩm Phong Vương vạn năm, cùng với độc đan của linh thú thượng cổ. Xem ra công hiệu của thủy tinh huyết long tham ngàn năm đủ để sánh với cửu phẩm Tham Vương vạn năm, nhưng vẫn còn chưa đủ để thực sự phục sinh Tiểu Vũ. Chỉ có thể khôi phục thân thể. Tiểu Vũ, ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày giúp mỗi linh hồn trở về cơ thể. Nào, đi theo ta, được không? Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Làm phiền các vị tiền bối đợi lâu. Cô ấy là... Cô ấy tên Tiểu Vũ, là người yêu của ta. Chỉ là cô ấy lúc trước vì cứu ta, hiện tại thần trí đã mất, không thể hành lễ với các vị tiền bối. Mong các vị tiền bối thứ lỗi. Tiền bối Dương Vô Địch, ta nghĩ ông không quên đóng cửa của chúng ta lúc sáng chứ? Đương nhiên, Dương Vô Địch ta nói lời giữ lời. Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ là hy vọng tiền bối có thể nhận lấy một món lễ vật của vãn bối. Được, đưa đây. Lão Bạch Điểu, ông cười cái gì? Có phải ông giấu ta chuyện gì không? U Hương Khởi La Tiên Phẩm, đây là cái gì? Tiểu Tam, gốc thủy tinh huyết long tham ta đưa cho cháu đâu? Cỡ già già, nó bị Tiểu Vũ ăn mất rồi. Cái gì? Ngươi, ngươi chịu tặng nó cho ta? Linh vật chọn chủ,
nó đi theo ông, có lẽ có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Bạn bối cũng có chút nghiên cứu về dược vật, hy vọng sau này có thể lắng nghe tiền bối dạy bảo. Sau này lão phu sẽ cùng ngươi thực hiện, sao ngươi không lấy ra sớm chứ? Ta cũng không phải đánh tới ngươi một trận đến nỗi mất mặt. Ta đã tìm nó cả đời rồi, không có thể có được như vậy. U Hương Khởi La tiên phẩm, có người rồi, sao ta còn ngại độc dược gì nữa chứ? Thứ này nên là còn giá trị hơn cả gốc thủy tinh huyết long tham của ta sao? Được lắm, lão bạch điểu, thì sao ông đúng là giống ta, hợp mưu với cháu ngoại của ông? Bỏ đi, không nói nữa. Thì tiên huyết long tham của ông có lẽ giá trị còn cao hơn. Nhưng với ta mà nói, U Hương Khởi La tiên phẩm là vô giá. Còn nó rồi, lúc ta luyện chế bất cứ loại dược vật gì thì không còn lo sinh được chất độc nữa. Quên bởi TV2 hương mùi thơm của nó còn có thể khiến không ít dược vật sinh ra biến đổi. Dù bạn ta lấy mạng để đổi ta cũng chịu. Nếu là như thế thì đôi bên vẹn toàn rồi. Nói như vậy, ông chịu gia nhập đường môn với chúng ta rồi. Chịu, chịu hết. Lão Sơn Dương tiện đến nỗi vô địch luôn. Sáng sớm ngày mai ta sẽ về ngay, dẫn tổng nhân đến chỗ ông ăn uống miễn phí. Xong rồi, lão Sơn Dương bị đó hoa làm cho điên rồi. Đường Tam, cậu được lắm đấy. Còn gọi Đường Tam sao? Chúng ta bây giờ đều là thành viên của Đường Môn. Các vị tiền bối đều là trưởng bối của ta, sau này cũng đều là trưởng lão trong Đường Môn, cũng không thể gọi Đường Tam nữa. Không bằng các vị tiền bối gọi ta là Tiểu Tam đi. Được, vậy thì quyết định như vậy. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường để lão cốt Hồ Dân Chấn kia muốn báo thù tình không ra. Đến học viện Sử Lai Khắc rồi. Cuối cùng cũng đến nhà rồi. Tam ca, bây giờ tay nghề mệ tóc của huynh càng ngày càng giỏi nhá. Tiểu Vũ không muốn bên ta nên không thể nhờ người khác. Đi, con trở về thăm sư phụ bọn họ. Họ nếu biết Tiểu Vũ sống lại nhất định sẽ rất vui. Tam ca, Thái Thản trưởng lão nói xây dựng Đường Môn Đại Thái cần khoảng 3 tháng. Chúng ta 3 tháng này có phải nên đi ra ngoài chơi thư giãn một chút không? Cũng được. Đệ tu luyện hồn lực tới cấp 60 trước, sau đó ta sẽ cùng đệ đến hồn thú xâm lâm chơi. Ngoài chưa Tiểu Vũ già, bây giờ chỉ còn mỗi đệ là chưa tới cấp 60. Đệ đâu giống mọi người đâu. Mọi người đều có đôi có cặp cả, chẳng phải lo nghĩ. Hay là huynh giúp đệ thức tỉnh hồn vũ lần hai đi, đẹp cho một nửa như huynh là được rồi. Cố gắng tu luyện trở nên mạnh hơn, lẽ nào còn sợ không có cô nương nào để ý đến đệ sao? Ta cả nói rất đúng, đệ nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ thủ chiếm được trái tim của Bạch cô nương. Bạch cô nương, đã giữa trưa rồi, mọi người chắc là cũng tan lớp rồi chứ? Sao lại ít một người như vậy?